Vâng, xin chào anh chị. Đấy. Bây giờ em quay video giới thiệu với cây Hoàng Lạp. Hoàng Lạp hay Sơn Thủy Tiên ấy, chẳng biết nói như nào cho đúng nữa. Bởi vì bản thân em đã từ rất lâu rồi vẫn chưa có nhận định tốt về hai cái dòng này. Ngoài việc đó là vùng miền Hoàng Lạp và Sơn Thủy Tiên. Còn nếu nhìn thân lá thì rất khó, và nhìn hoa cũng vậy. Em không biết được. Khi tìm hiểu về thì ở trên mạng thì nói rất là nhiều thứ về cây này. Có người nói thế nọ, người nói thế kia, chẳng biết đâu một lần. Nó không quy chuẩn. Chưa tìm hiểu quy chuẩn nó là như nào. Mặc dù là ở Việt Nam mình ấy là nó có hai loại, nhưng mà có nghĩa là nó trải theo vùng miền ấy. Vùng miền thì sẽ tên gọi và tên khoa học có khác nhau. Còn về thân lá thì mua Sơn Thủy Tiên về trồng thì nó vẫn thành Hoàng Lạp, mà Hoàng Lạp về trồng lâu cũng có khi nó lại thành Sơn Thủy Tiên. Thân lá ở vùng miền ấy, bởi vì là nếu như về Hoàng Lạp thì ai cũng biết là thân nó nhỏ và dài hơn. Còn Sơn Thủy Tiên thì thân nó mập và lùn, tròn, lá tròn rất là đẹp. Đây thì em cũng có cái minh chứng luôn, anh chị nhìn cái này, thân rất là bé, là dài. Đấy, còn cũ kỹ của nó đây, tròn đúng cục, tròn kích khủng. Riêng đời nó này mấy năm, trồng thuần mấy năm nhưng mà nó dài kinh khủng luôn. Nó nhiều hoa cũng rất là thích, đẹp. Vâng, em xin giới thiệu sơ lược về cây này thì anh chị đi mua thì đỡ bị nhầm lẫn, và nó cũng được chơi với những cây hoa đẹp. Thì cây này thì nó có thân lá rất là dễ nhận dạng. Ví dụ như là củ tròn hay củ dài đều được. Bởi vì nó hoa em thấy là nó cũng xem nhau. Còn cái họa tiết của hoa ấy, thì em sẽ nói sau. Còn bây giờ em nói thân lá này. Thân lá thì đây, rừng rất là tròn. Gốc của nó thì từ 5 đến 1 cm, 5 đến 10 mm. Thân của nó phình to hết cỡ, nó có thể đạt đến là 3 đến 5 cm, phụ thuộc vào trồng và cách chăm sóc nó sẽ to hay nhỏ. Còn nếu rừng khai thác về thì nó có rất là nhiều dạng to nhỏ. Thân nó thì ngắn nhất thì nó vẫn là ngắn rồi. Còn thân dài nhất có thể thì nó có thể dài đến 4-50 cm. Thân nó dao động từ 10 đến 4-50 cm, bởi nó có những cây rất là dài, nó không phải là chỉ ngắn như này. Cây này nó rất là ngắn này. Đấy, nhưng mà nuôi ngày trước bản thân nó rất là ngắn nhưng nuôi nó vẫn dài và nhỏ, bởi vì mình chăm kém, mình chăm chưa tốt. Cái này nó không có mặt phẳng để mình cho phân như là những cái khác, thì mình có thể thay vào đó mình buộc. Nhưng mà cái này em chưa buộc, bởi vì cái này trồng nó tốt, kệ chạm buộc. Xanh hoa suốt, năm nào nó cũng hoa, trồng 2 năm. Thì đấy là về thân. Còn về lá, lá của nó thì ở dưới gốc thì gần như là không lá. Đây, không lá, nó lên là nó dài ra mấy cái lá nhỏ đấy, nó rụng. Đấy, lên trên này nó to dần. Cái này là một cây trưởng thành. To dần thì nó có giữ khoảng tầm độ 7 đến 10 lá ở trên ngọn. Đỉnh cao nhất là 10 lá, không thì tầm 5-7 lá, 9 lá. Đấy, sau đó ra hoa ở những cái nách lá như này. Nách lá 7 đến 10 lá, lá của nó thì nó hơi có sọc trắng một tí, hơi cái sọc gân dọc theo lá. Lá của nó thì to từ khoảng 3 đến 5 cm và dài khoảng 10 đến 20 cm, bởi vì có cái lá nó chỉ ngắn là chỉ 10 cm, ví dụ như cái lá này chẳng hạn, 10 xăng thôi, nó to. Lá này hay gọi là mít ấy. Đấy. Còn những cái lá bình thường này là do nuôi nhiều nắng này. À, ít nắng. Nhiều nắng, những cái lá này là lá nhiều nắng. Còn những cái lá nhỏ, dài và ít nắng. Thì nhiều nắng hay ít nắng thì nó cũng ảnh hưởng về việc ra hoa. Ra hoa của nó thì ra hoa như tầm này là vào tầm tháng 4. Đấy, khi mà nhiều nắng ấy, thì nó sẽ ra hoa nhiều hơn. Đấy. Đây là cây là nuôi ít nắng mà hoa tầm lum. Còn ít nắng thì hoa nó cũng có nhưng nó ít hơn. Nhưng mỗi thân này nó chỉ một hoa thôi. Và thân già nó vẫn có thể ra hoa lại. Ví dụ như những cái thân này. Đấy. Đây là thân này. Thân già nó cũng có thể ra hoa lại. Nếu như cái mắt nó vẫn còn mắt và chưa ra hoa. Còn những cái mắt mà nó đã ra hoa rồi thì không thể ra hoa nữa. Đây là tổng thể một giò. Còn hoa của nó thì nở vào tầm tháng 4. Ra hoa vào tầm tháng 3 là đã ra nụ rồi. Tháng 4 ra hoa. Hoa nó dạng chùm nhiều kiểu ấy. Đấy, ra hoa một chùm. Thì một chùm thì thường nó mọc lên từ ngọn lá. À, ngọn hoa. À, quên, ngọn thân đấy. Cần hoa mọc lên từ ngọn thân. Thì nó thường một mùa hoa nó ra là khoảng 2 đến 3 cần hoa là cùng, nếu không thì một cần hoa ở trên một thân. Thì một đây như thế này. Một thân này là một cần này. Một cần thì nó ra là khoảng một cần hoa sẽ ra một chùm hoa, thì một chùm hoa nó có ra là khoảng từ 8 đến gọi là 15 20 bông, tùy vào cái khả năng chăm sóc của mình. Mình chăm tốt thì nó ra là những con hoa to dài. Như cây này thì nó còn tầm chục bông. Đấy. Khoảng chục bông. Nó rất đẹp. Hoa nó cánh rất là tròn. Bản thân nó sinh ra cánh đã tròn sẵn rồi. Nhưng mà thường ấy thì bông là nó thì nó to như này. To nhỏ, bông thường của nó thường là do mình chăm sóc. Mình chăm sóc nó tốt thì là nó to. Mà chăm sóc kém thì ít bông mà bông hoa nhỏ. Đấy, chăm sóc tốt thì bông hoa to và nhiều hoa. Chăm sóc kém thì hoa nhỏ và ít hoa. Đấy, như cái này thì bộ bông hoa nó to khoảng 3 đến 5 cm. Và nó tròn tròn như thế. Cần hoa dài khoảng 30 cm. Tay hoa, cái này là tay hoa này. Đây là tay hoa. Đây tay hoa đây. Đấy, tay hoa của nó dài khoảng 3 đến 5 cm. Bông hoa nó to 3 đến 5 cm. Và nó chỉ có màu vàng này. Và nó có một số bông là vàng mắt xước kiểu này. Đây. Họng của nó đấy. Họng của nó có mắt hơi xước. Đấy, và nó có những cây là mắt đỏ. Có những cây mắt nâu đậm. Có mắt đỏ, mắt nâu đậm thì những cái đấy thì thường nó là hơi gọi là có một chút tác động ấy. Kiểu dạng người ta gọi là hay gọi là đột biến. Còn những cây bình thường nó vàng tuyền. Cái này nó là cây lạ rồi, bởi vì bình thường mắt nó chỉ là mắt vàng này. Mắt vàng trơn. Nhưng cây này là mắt nó có hơi tia xước ở trong. Và rất là nhiều lông. Đấy. Đấy là em cũng nói sơ bộ về tổng thể cây ra hoa, mùa ra hoa và bông hoa như thế nào. Bây giờ em nói về vấn đề giá thể và phân bón. Giá thể thì dùng bằng gỗ. Ghép gỗ là tốt, thoáng. Bởi vì những cái dòng này nó chỉ ưa thoáng, ưa khô. Nên em cho vào chậu, như ngày xưa ghép gỗ nhưng cho vào chậu cho nó gọn. Chứ còn cho vào gỗ đẹp hơn, tự nhiên. Thường là ghép vào gỗ là tốt nhất. Kiếm một cái miếng gỗ trơn, gỗ lũa hoặc gỗ nhãn, gỗ vú sữa, gỗ gì cũng được, miễn là nó trơn, nó bền là được. Ghép thì cắt hàng rừng cắt chũi rễ. Còn hàng này thì cũng phải cắt chũi rễ, nhìn chú cắt hết, cắt chũi rễ. Đấy, trồng vào gỗ, xong rồi buộc treo cho lên tưới nước. Vài ngày thì mình ấy thôi. Là mình bón phân thôi. Còn chậu thì em vẫn trồng chậu giá thể thì vẫn tất là cả là vỏ thông. 30% vỏ thông và 70% là xốp cho nó nhẹ. Chứ những cái chậu to như này mà trồng nhiều vỏ thông nặng lắm, tưới nước vào rất là nặng. Còn những cái chậu bé thì mình có thể dùng vỏ thông tất cũng được. Chậu bé vài thân trồng vỏ thông tất cho nó, trồng vỏ thông cho nó tốt, nó nhiều giá thể là tốt. Còn chậu to thì trồng vừa để cho nó đỡ nặng. Và xong về sau thì cho phân, thì cho những loại phân tan chậm lên trên. Ví dụ như là của phân trì Nhật Bản, phân vàng Đài Loan, phân trùn quế, phân dê, phân hữu cơ, rồi các thể loại phân. Nó có rất là nhiều loại, thì ví dụ như cần loại nào mà nó tốt nhất thì em sẽ tư vấn sau. Có loại thì 3 tháng, loại 6 tháng, loại 1 năm. Thì mình bỏ phân, thì ví dụ như những loại bỏ phân 1 năm ấy thì chỉ cần 1 năm thì bỏ một lần, vào cái dịp đầu năm thôi. Cây nó thuần mà, bỏ một lần dịp đầu năm còn đâu kệ nữa. Cả năm cứ thế nó ăn, nó tan chậm. Đấy. Thì còn bón phân qua lá cũng được, nó rất là tốt. Có thời gian thì nên bón. Đấy, thì chung là nó cũng sơ lược về cái cây này. Cây Hoàng Lạp. Hoàng Lạp Tây Bắc. Rồi. Sơn Thủy Tiên nó cũng như vậy. Trong hai cây này em chưa biết nó như nào, nhưng mà đấy sơ lược về cây này như vậy. Thì cảm ơn anh chị đã xem video. Hẹn gặp lại anh chị vào video sau.